Hello, xin chào quý chị và các bạn đã quay lại với kênh video mình. Hôm nay ngày cuối tuần mình tranh thủ relax thì mình quay cái bài cá thí sinh nhà mình nha. Các bạn thấy video hay quên đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ làm các video tiếp theo nha các bạn. Rồi, trong bài cá mình có trồng cây rái này, cây rái nana và rái lá hoa nha các bạn. Tất cả là lá nước rất là đẹp nha. Mấy em cá này các bạn biết cá gì không? Hồng mình Ấn Độ rất là xinh xắn và dễ thương nha. Hôm nay các bạn biết cây này cây gì không? Đây là cây hẹ nước đó. Hẹ này mình rửa sạch mình ăn sống rất là ngon nha các bạn. Đó, nuôi cá luôn đó. Cá mình nó thấy như thế nào, còn nó ra vô hồ nó bu lại như kiến rồi. Đây là cây gì các bạn biết không? Đây là cây vải ốc siêu đỏ nha các bạn. Ở bên trong là cây xanh 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 này, giống như cây cỏ này là cỏ Nhật các bạn. Còn cây này là cây tiêu thảo này, các bạn thấy không? Nó rất là xanh mà cao này. Đó.